Hello anh em, chào mừng anh em quay lại với AZ Rancho Channel và mình là Phát Nguyễn. Video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em những cái loại cá đang có tại AZ Rancho. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng dạo một vòng quanh AZ Rancho nha. Đây là hồ Rancho Calico size 2 ngón của bên mình nha. Hàng này là hàng đã lọc qua tật lỗi nặng rồi, tức là hàng ngon lành á, là sẽ không bị những cái tật lỗi cơ bản, ví dụ lỗi đuôi, lỗi lưng hay là thiếu vây hay là hở mang. Nói chung là đã lọc qua những cái tật lỗi nặng rồi. Thì hàng này là hàng size 2 ngón và giá hiện tại của nó đang là 120.000 một em, và đang có chương trình là mua 10 tặng 1. Thì ở đây nó cũng có rất là nhiều màu sắc, ngoài calico ra nó còn có đồng đen đó nha anh em. Bây giờ mình sẽ quay gần hơn cái hồ để anh em có thể xem kỹ hơn cá nha. Đây. Hàng này là cái hàng mà gọi là bán rất là chạy bên shop mình, cho nên là cá nó sẽ update liên tục. Ở đây là chỉ là clip tham khảo để anh em biết là cái chất lượng, cái size cũng như là màu sắc nó như thế nào. Còn nếu anh em mà muốn xem clip mới nhất á, thì có thể inbox Facebook, Zalo của shop để shop gửi những cái clip cá mới nhất cho anh em để anh em dễ lựa hơn ha. Còn đây là cái hồ Rancho Hybrid size 2 ngón ở bên mình. Thì hiện tại trong hồ đang có rất là nhiều màu sắc, ví dụ là màu cam, màu trắng cam, trắng đỏ, full trắng. Thì cái loại này á, đang bán ở shop với giá là 100.000 một em, và cũng đang có chương trình khuyến mãi là mua 10 tặng 1. Thì cái hàng này cũng là cái hàng gọi là bán chạy, là nó sẽ được update liên tục. Thì trong clip này mình cũng chỉ show cho anh em coi cái size như thế nào, chất lượng như thế nào thôi. Còn nếu mà anh em muốn mua hoặc là muốn lựa thì có thể ghé shop để lựa, hoặc là inbox Zalo, Facebook để mình gửi clip mới nhất về những bé cá này để cho anh em có thể lựa được cái clip mới nhất ha. Chứ nhiều khi lựa trong đây thì cá thì nó nhiều khi nó đã được bán rồi thì anh em lựa nó lại mất thời gian. Ok, bây giờ mình sẽ quay cận hơn để anh em thấy được cái chất lượng cá nha. Đó, hàng đã lựa qua tật lỗi nặng rồi cho nên anh em có thể yên tâm về chất lượng và có thể mua về để groom lớn luôn nha. Hàng này là hàng hybrid cho nên là sau này đầu nó sẽ xù, tỷ lệ đã lên đầu xù rất là cao. Còn đây là hồ Rancho Hybrid size 4 ngón bên mình. Hàng này cũng là một trong những loại mà gọi là to nhất ở bên này rất Rancho. Thì giá của cái hồ này hiện tại là 600.000 một em nha. Hiện tại cũng không còn nhiều anh em, hiện tại chỉ còn 2, 4, 6, 8, 9 con ha. Hiện tại còn 9 con trong hồ. Hàng này là hàng gọi là tuyển nha, nanh nọng đầu xù body đẹp. Anh em cứ có thể ghé lựa tại shop hoặc có thể lựa qua clip này luôn. Anh em thích bé nào có thể chụp hình khoanh tròn lại và gửi cho mình sẽ bắt em đó ra quay clip riêng, clip cận để anh em có thể xem rõ hơn trước khi mình quyết định là có chốt hay không. Còn nếu như anh em nào mà lại thích chơi lớn, thích ôm hết cả hồ về để nuôi hay là về bán lại thì có thể inbox shop để mình báo giá tốt. Thì hiện tại cái hồ này mình đang để giá nó cũng đã khá là tốt rồi, nếu mà bắt hết hồ thì sẽ có giá tốt hơn nữa. Ok, bây giờ mình sẽ quay gần hơn để anh em thấy rõ về cái chất lượng cá nha. Đó, anh em thấy body không? Đậu xù nha. Đây là hồ Rancho Hybrid size khoảng là 3.5 ngón nha, 3 ngón tới 3.5 ngón. Thì hồ này cũng là hồ mình gọi là lựa kỹ nha, cũng là đầu xù nanh nọng body cũng ok đàng hoàng. Thì số lượng hiện tại cũng không còn nhiều. Đâu đó nó còn khoảng 2 4 6 cũng còn lại 8 em. Trời ơi sao cá giờ còn 8 em không ta, cái số này nó cũng hơi đẹp á. 8 là phát đó, là tên mình đó. Đây. Thì giá của hồ này hiện tại là 350 một em, còn anh em nào mà thích bắt hết á, thì mình để giá là 300.000.
chỉ còn 8 em thôi, 8 x 3 24, 2 triệu tư cho 8 em trong hộp. Đây mình sẽ quay kỹ hơn nha, đó đầu xù nanh nọng nha, đó xù chưa, xù vậy được chưa, màu cũng là rất là đẹp nha, trắng đỏ rất nhiều, có 3 em, 4 em trắng đỏ, 3 em, ủa 2 em full cam và 2 em trắng cam. Còn đây là cái hồ gọi là cũng là dạng tổng hợp ha, tức là nó có calico và hybrid luôn. Thì hồ này là hồ đồng giá 400 ngàn một em, size nó cũng khoảng tầm 4 ngón đó. Hybrid thì bây giờ còn lại chỉ có 4 em thôi, calico thì còn lại 7 em đó. Anh em nào thích hỗn hợp có thể múc hết hồ này luôn là 11 em. Thì giá lẻ là 400 ngàn một em. Và 11 em đi giờ bán nhiêu ta, 11 em 4 triệu tư thì thôi giờ tính 4 triệu đi, coi như mua 10 tặng 1. Anh em nào thích thì cứ mạnh dạn bóc mình. Bây giờ mình sẽ quay gần hơn để anh em xem cái chất lượng cá nha. Đấy, màu thì quá đẹp rồi. Chỉ có body thì loại này body nó hơi hơi dài, nó không phải là body đẹp như cái loại 600. Tuy nhiên là thì tiền nào của nấy thôi, mắc hơn tới 200 mà mắc hơn gấp rưỡi thì tất nhiên là cái chất lượng nó phải hơn rồi. Nhưng mà đây là hàng gọi là giá quá rẻ so với cái chất lượng anh em. Nên anh em nào mà thích giá rẻ thì có thể chọn cái loại này, giá rất mềm. Đó, anh em thấy không? Còn đây là hồ cá gọi là mắc tiền nhất hiện tại của shop. Đây là calico tàu cục Trung Quốc. Thì hàng này là hàng size to nha anh em, to rất là to luôn, 3.5 cho tới 4 ngón hơn. Thì giá hiện tại của cái hồ này là 1 triệu 2 một em. Và hiện tại thì cũng không còn nhiều, hiện tại chỉ còn 8 em cuối cùng thôi. Thì 8 em này hồi xưa là có một hồ 1 triệu 2 và hồ 1 triệu rưỡi. Thì giờ mình còn ít quá nên mình gom hết vô một cái hồ và bán đồng giá 1 triệu 2 luôn. Nên anh em thích con nào thì cứ mạnh dạn chụp hình khoanh tròn và inbox cho mình. Mình sẽ quay clip cận em đó để gửi lại cho anh em, để anh em xem kỹ trước khi chốt nha. Và đặc biệt nếu anh em nào mà thích bắt hết hồ luôn, hỏi hết hồ 8 em, thì mình sẽ để giá là 8 triệu, tức là 1 triệu một em. Còn giá lẻ là 1 triệu 2 một em nha. Ok, bây giờ mình sẽ quay cận cái hồ để anh em xem kỹ nha. Đó, em này là siêu to luôn á, em này là phải 4.5 ngón, gần 5 ngón đó, bằng tay luôn, em này cũng vậy. Hai em này là to nhất hồ, nhưng em kia thì nhỏ hơn, khoảng tầm 3.5 4 ngón. Đó. Em này là body cục ngủng luôn nè, siêu ngắn. Còn đây là hồ Ranchu Calico mà hàng dạt nha em, tức là hàng tật lỗi hoặc là body nó không đẹp. Thì hàng này là hàng dạt cho nên giá của nó rất là mềm, chỉ có 15 ngàn một em thôi. Nhưng mà size nó cũng tương đối nha, khoảng tầm 1.5 ngón chứ không có nhỏ. Cho nên là cái loại này sẽ thích hợp với anh em nào mà mới bắt đầu tập chơi, muốn chơi thử xem như thế nào, muốn học cách chăm sóc một con cá nó như thế nào, để chuẩn bị trước khi mà mình xuống tiền để mình mua những con cá đẹp, những con cá mắc tiền. Thì đây là một cái sự lựa chọn mình nghĩ là ok nha. Tại vì nó rẻ và size của nó cũng tương đối chứ nó không quá nhỏ, nên nó cũng không quá khó chăm. Và cái giá tiền của nó thì rất là mềm, cho nên là anh em có thể mạnh dạn xuống tay mà không có quá ngần ngại. Thì cái loại này thì thích hợp cho anh em tập chơi test nước, hoặc là chơi top view, hoặc là thả hồ thủy sinh, hồ non bộ gì đó đều rất là ok. Thì giá là 15, thì giá hiện tại của nó là 15 ngàn một em nha. Bây giờ mình sẽ quay gần hơn để anh em thấy cái chất lượng cá như thế nào. Đó, màu sắc ok, chỉ có body nó hơi xấu thôi, với lại có một số em bị lỗi đuôi. Còn đây là hồ gọi là hồ tổng hợp, tức là trong đây có hàng 50k và hàng 30k. Hàng 30k tức là hàng đã lọc tật lỗi rồi nhưng mà size nó nhỏ, tức là mấy em nhỏ nhỏ trong hồ này là 30k, hàng đó là hàng gọi là không tật lỗi, hàng đã lọc tật lỗi rồi. Còn cái loại 50k là cái loại gọi là cá dạt,
tức là có thể có tật lỗi hoặc là body không đẹp. Thì hàng 30k thì size khoảng 1 ngón tới 1 ngón rưỡi, còn hàng 50k là size khoảng 2 ngón. Thì anh em thích loại nào thì cứ lựa chọn thôi. Cái hồ này nó hơi hỗn hợp một xíu, tại vì số lượng hai loại nó không có nhiều, mà nó lại là hai loại khác nhau, cho nên rất là khó, không biết bỏ ở đâu, cho nên thôi mình gom chung lại luôn để đỡ thuê tốn một cái hồ riêng, tại vì hiện tại bên mình cũng còn rất là nhiều loại cá khác nữa mà chưa có lên, nên là rất là cần hồ. Cho nên anh em nào mà thích hoặc ôm hết cái hồ này luôn á, thì cứ mạnh dạn inbox mình đếm số lượng báo giá siêu tốt luôn để giải phóng cái hồ này luôn. Đây anh em xem kỹ hơn nha, đó màu sắc chất body cũng đâu thua kém gì ai, nhưng mà giá rất mềm. Video đến đây là kết thúc rồi. Nếu anh em cảm thấy video này hay, thú vị và hữu ích thì nhớ đừng quên like video và bấm nút subscribe hay là đăng ký kênh ở bên dưới. Nếu như anh em đã đăng ký kênh rồi thì hãy bấm vào hình cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Nếu như anh em muốn mua những cái sản phẩm của EZ Tranh Chu thì có thể ghé trực tiếp shop ở địa chỉ là 73-9 Bùi Minh Trực, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là có thể liên hệ với mình qua các kênh như là Facebook, Zalo. Ngoài ra các bạn còn có thể đặt mua tại Shopee và Lazada. Thì tất cả những cái thông tin về EZ Tranh Chu sẽ nằm ở phần mô tả video, các bạn có thể xem chi tiết hơn ở đó. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.